Xin chào cả nhà. Đến với kênh TV Bình Thuận của mình nha. TV Bình Thuận của mình chủ yếu là kênh về thực phẩm và trải nghiệm cuộc sống tại Bình Thuận. Đặc sản Bình Thuận quê mình chủ yếu là Thanh Long nha các bạn. Một quê hương rất là xinh đẹp, đất chủ yếu trồng Thanh Long. Lúc nào rảnh mời các bạn ghé thăm TV Bình Thuận của mình nhé. Xin chào, tạm biệt các bạn. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong các video của mình. Hãy bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Tạm biệt.